sẽ hướng dẫn cho các bạn thu một cái đồng coin có tên là Monrad để cho trong tương lai các bạn có thể x10, x100, x1000 tài sản cho của mình nha các bạn. Thì con tốc đằng Monrad này hiện tại với giá là 0.62467.03 các bạn. Thì nó đang trong đà tăng trưởng nè các bạn, 126% nè các bạn. Thì tốc đằng này đã list trên CoinGecko các bạn và đã cho chay giao dịch qua sàn PancakeSwap. Và các bạn để mình ấy các bạn. Hiện tại con này có lượng volume giao dịch là 7.665 đô nha các bạn. S nè. Thì để con này nó đang list sàn PancakeSwap nè các bạn. Crypto.com đi tôi rồi, em không biết, mình chỉ biết sàn PancakeSwap mà. Thì để claim được, để thâu được con này thì các bạn click phần link mô tả của mình, các bạn copy con chắc các bạn. Sau khi copy con chắc xong thì các bạn mở địa chỉ chocolate của mình ra nè các bạn. Các bạn chọn một đáp nè các bạn. Rồi, tất cả các bạn chọn vào PancakeSwap Exchange nè các bạn. Mình thì sẽ tìm những cái đồng coin đang trong phát triển để cho các bạn thâu để cho tất cả các bạn x5x10 tài sản của mình nha các bạn. Đôi khi trong nghề chơi coin này các bạn có thể 100 đô la các bạn có thể trúng một hai kèo, các bạn có thể kiếm được 1.000-2.000 đô bình chỉ là bình chuyện bình thường các bạn. Nếu giá coi thị trường nó tăng trưởng các bạn thì các bạn copy con chắc của nó nè các bạn, Monrad nè các bạn. Mình thấy dự án này nó khá là tiềm năng đó các bạn. Cũng như tốc cần nghe coi trên các bạn bắt ad AD các bạn. Ecofi để bạn trên sàn La tốc cần đó các bạn. Trước kia mình làm airdrop về 400 tốc cần, giá hiện tại 400 tôi cần chưa được 0.5 nữa, nhưng mà sau khi nó tự nó tăng giọt lên cái em bán đâu được mười mấy đô các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn chọn vào Monrad nha các bạn. Monrad. Rồi tất cả này nè các bạn. Thì các bạn mua tùy theo số lượng của mình bạn. Mình mua 0.01 đi các bạn. Cứ khoảng 5 đô rồi các bạn. Rồi bạn bấm vào swap nha bạn. BNB. Rồi bạn bấm vào confirm swap nè bạn. Cái này sau khi swap nếu mà lỗi giao dịch thì các bạn bỏ qua nha bạn. Các bạn chỉnh giá ga của mình là bạn mới nhấp vào mục này nè bạn. Các bạn chỉnh giá ga lên 15 đi các bạn. 5 không được thì 15 đi các bạn. Rồi các bạn bấm bỏ nha các bạn. Rồi các bạn bấm sẽ quá tiếp tục nè. Câu này giá ga hơi cao ạ. Rồi confirm swap nha các bạn. Ok được liền tất cả các bạn. Giá ga là 0.001 BNB thì các bạn giá của BNB lên khá là cao, cũng là khá là đắt nên các bạn cân nhắc nha các bạn. Làm cái gì cũng có rủi ro của nó các bạn. Rồi các bạn gì chấp nhận thôi bạn. 5 chấm mình tốn khoảng 6 đô các bạn. Rồi các bạn swap nha các bạn. Những trường hợp mà các bạn swap lỗi giao dịch là do là cái giá ga của bạn không đủ giá ga các bạn. Rồi các bạn swap xong ok thì các bạn bắt up cái địa chỉ chocolate của mình ra là các bạn. Các bạn vào ví nữa các bạn. Mình sẽ thấy tôi cần khờ chưa. Đã về rồi đó các bạn. Smart cũng chắc đã về rồi nó. Chưa hiện ta. Khoan các bạn chờ xíu các bạn. Nếu nó chưa hiện thì các bạn nhấp vào ba vô gặp lên cùng. Các bạn giác con chắc của nó vào ngay ta các bạn. Các bạn bấm mở ra này các bạn. Các bạn sẽ thấy được tôi cần các bạn. Ok. Nhảy lên đầu liền nè. Ai mình quá xui rồi các bạn ơi, giá đang sụt tuột xuống rồi. 0.02 mới sẽ swap xong. Nhảy lên lại rồi, từ. Hiện tại các bạn vào swap nha các bạn. Mới swap đây lỗ 2 đô, không sao các bạn, sau này nó sẽ tăng lên rất là nhiều các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.